Nhưng mà nó bước vô đó thầy nè, đó mày muốn vậy tự nhiên mày cứ dặn qua dặn lại làm gì, mày đá bó luôn nhắn nó kéo nó súng nó bắt nó là đá phải quay lại chỉ cổ liền. Thấy chưa, cái vụ nha, nó đang tướng nó đang thủ thủ là mà để tay tay mà gì bạn cái gì mà anh em mà muốn muốn lộn sao bạn là cái tay rủ liền nè. Thấy chưa, đá nó nhá nó đặt được nó kéo muốn liền muốn cho nó lè, chủ yếu là không vậy, chủ yếu là không vậy, mua mua nó cũng chết với mình cho đó đó. Ờ, vô vô là học luôn mày lo làm đứng vậy gì mà già ba bao kéo luôn quýnh luôn. Thấy chưa, cái tay của mình phải lắc lẹ, khi mà cái tay nó ốp và con cũng cực thân sợ nó thủ cứng kệ nó, cái tay con ốp luôn sao mà ốp ốp chứ cái kê nhẹ vậy kệ nó thì cho nó cứng. Thấy không, đưa nè tay con gái đường quýnh nó liền không có đỡ được, nơi đây quýnh con gái nó không có đỡ được. Vô con gái nó sợ mẹ vô, tại sao mà mấy đứng một chỗ để tao chỉ vấn đề xì lá, xì lá nó vô này xì lá xạ quá, khi nó đưa là con thấy cái tay cũng muốn vô rồi. Thấy chưa, bóp 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 kéo luôn muốn đi, chủ yếu là cái hồng già nó quýnh con tắt đại chỗ này rồi tự nhiên cái tay chân bụng đụng làm như con gái vô bóp nhà gái nó quýnh sợ lẽ tối ngày nó lại ứ kéo xuống đó là làm đá vào nữa. Ủa mày hai cái tao động là thằng đàn ông nào cũng chết rồi. Quýt cái này lên bên chỗ quýt tụi nó đưa gối vô vậy, nó đưa cái chỗ vậy tiền thấy nhiều có hai thấp nhưng mà xe lá nó quýt sao con thì xỉa gối vô xỉa chỗ luôn xỉa chỗ nó quýt ra nè đúng không, con xỉa nhẹ nhẹ vô thấy chưa đúng không, làm lại nó xỉa đó mà bắt nó đáp bọc luôn nhả là con xỉu rồi. Nó đưa mặt tôi tới xuống là con biết đó, nó nhắn nó đẩy một cái là đá nó riêng qua đây là con gãy mẹ nó đá nó đá nó đá xếp thì không phải đá trong những mùi mình nó đá trong đây ra không nó đá đây nhớ là con Nguyễn nè, con Nguyễn nó đá đây nè thấy chưa đá nè thấy chưa, còn cái tay đó nó phải tập kình, nó tập kình như thế này nè kình nó quýnh nó con quýnh người ta con đẩy ra con kình nó ở chỗ này nhẹ nó quýnh rớt liền, nó quýnh cái rớt liền không quýnh mạnh vừa chụp nó quýnh cái cọc nó vỡ ra lên nó quýnh gần gối luôn là đi nên mấy thằng đánh võ đài mà xuống gặp mấy cái này là tụi nó quýnh chết không có múa múa gì nhiều thằng đá vô đây con đá vô tao chị rất nhẹ thôi chị. Ờ nó đá cọc vô nhà lấy gì rồi quýnh nữa bảy mẹ đó làm có lại nhẹ rất nhẹ thôi chứ chết rồi theo con thì sao còn quýnh không con quýnh là nó phá thằng giải rồi ra đường không cần bét hiền thì hiền nhưng mà giờ này tụi nó là hổ báo gì lắm tiêu chí đá thằng giải đó đó giờ thầy lớn tuổi tao mới sợ rồi đó ổ má mày vô đó tao nhắm thằng giải nè nhắm thằng giải này thấy chưa cái con giải vô cái tay sĩ cái tay này dù con có đưa ra thì cũng bạn cho tao quýnh cái này tụi quýnh trên cái gối nó mày ra tao quýnh thì vỗ cái bát vô quýnh là cái gọi nó gọi là võ hiện đại con biết con để ý tụi nó quýnh cây để có cái cây tao chỉ con này này nó nhớ con thấy tụi xi lá nó quýnh cây này cục nè đây là cái điểm nó quýnh cây này hơi cao quá con cầm cái tay nào quen cái cầm tay mặt cầm cái này cái trường của con đập xuống đập lại lãng gãy mẹ cái tay tại sao thằng xi lá nó quýnh vô cái nhẹ phải nó chặn này làm lại rất lẹ lại không nó chặn trong đây nó quýnh con cái này nó đi cái này làm lại phải không đó, kéo xuống mình quýnh này quýnh bóp này đúng không làm lại lần nữa cái nhớ đó nhớ bước vô phải chặn này không tao đá này đi nó đá cái này xong là cứ đứng xuống nó đau rồi thì nó bứa đèn này xuống thấy không nó bứa xiết cái này lại thấy không nó xiết cái này lại đá mấy cái luôn mấy cái này bà nội này thái nó uống cũng chết giờ là học võ hiện đại không học võ ngày xưa được
Tại vì khi mà cái điểm con đập vô đây là gãy mà. Đập vô, là gãy. Bước vô đồng hoàng đứng đó. Bước tập vô. Tay nào mà chịu nổi. Anh thử tụi tụi xe lát nó quấn vô làm nó chặn. Nè, phải thấy mình người phóng rồi. Rút luôn lại. Nè, thấy chân không? Vô vô. Phải không? Là muốn bọc người này bọc người. Kéo rồi. Thấy chưa? Đó là như vậy đó. Dễ khổ. Thì cái tay dài cái tay chị thầy chỉ vô đập. Thì cái tay này dài. Đúng không? Mà đây là điểm đập. Là nó đẹp có cây ban vuông là bà nội mình gãy là mai luôn. Làm lại. Đập lại. Một. Làm lại. Chỉ vô liếc. Một. Phải không? Cái này cái tay tròn của anh. Ui. Thấy chưa? Biết chưa? Đúng thấy không? Phá nè. Tao phá là gãy luôn á. Tao nhắn là gãy luôn á. Làm lại con nhớ đồng không? Cách nhẹ. Nhớ đồng không? Rồi giờ tao làm lại thử rồi nhớ rồi. Đứng đồng hoàng. Đứng ở chân nào trước? Đứng đó phải không? Rồi bây giờ từ từ tao bước vô nè. Bỏ chân này qua. Bỏ chân này qua. Lõn vô đây. Rồi bỏ chân này vô đây. Dây này mậu làm lại. Từ từ sao nó có mạnh đâu sợ. À, bước qua. Học sát vào đây. Ờ à, đúng rồi, ông nội tao cũng gãy nó chứ đừng nói cỡ mày. Làm lại. Nhẹ nha, không có nói mạnh nha. Thấy chưa? Đúng rồi. Rót cái chân vô đây. Rồi, đây nè. Con mẹ ông nội sao tôi chịu nổi. Ờ. Hiểu chưa? Sao không? Nó cũ quá. Chưa nó quen chứ quen đòn rồi chị. Tập một đầu. Bày. Cái tay này xích vô trong đây nè. Đúng rồi. Làm lại chứa. Làm từ từ đó xích lại. Ta làm nhẹ và mỏng với xích. Đúng rồi. Bỏ chân chèn đây. Được chưa? Thì bắt đầu cái tay nè. Cổ ôm sát ra ngoài sao không? Thấy không? Xuống. Xiết xong cái gì? Xiết. Xiết nó chưa. Nó thấy là nó bị sụm rồi nè. Đó thì cái này nè. Con nhắn vô nó gãy khớp chân. Lấy cái cục chỏ bằng cục chỏ này. Bằng chứ không phải nhắn vậy. À đây. Đúng rồi. Nhắn nó gãy luôn. Thì khi nó gãy như vậy là còn gì nữa. Nếu mà con ngang được con ngang ngựa qua đây là gãy luôn. Hiểu chưa? Nên làm thử á. Bên tự do mà đấm đá mà gặp đụng ở bên của Silas TV nữa. Tụi muốn đường phố là nó cũng chết. Đừng có nói mà học mua mua mà cái chớ. Đụng đó nó đá dập cục dịch luôn. Làm lại thứ nhớ không? Nhẹ. Chàng không ạ? Ừ. Ghi lại xuống. Ờ. Thế sao không anh không ôm cổ chú bá mạnh luôn đó? Ôm bá mày cho nó gãy mày, cái tay không gãy mà tự nhiên ôm chân ôm gì ôm vô đúng cục chỏ là chết luôn. Hai cục chỏ hai bên nát. Dính cục chỏ mà chết bây giờ. Rồi cái không đập. Đập vô vô học. Chúng tôi đập vô học. Đau quá. Thấy chưa? Đập vô không? Đập bông mày đập vô. Ừ. Gãy mà thường. Đúng không? Thì cái tay phải dễ dàng không? Thấy chưa? Con phải vô liền á, con phải bước vô nha. Phải cản ra. Thấy chưa? Phải không? Bước chỗ là bá dùng giá trước. Rồi muốn nói chuyện gì sao? Tại lúc nó gục rồi làm lại. Bước ra phải không? Thấy chưa? Con chụp cái tay mà con đá vô này trước. Rồi con bước tới nè. Mình nhúng lên những cái rồi mình má nó nhảy mày ra từ. Chủ yếu là giá. Còn nếu có dở nữa đó. Nó bước vô. Đập vô nè, đúng rồi. Bước vô. Đá vô giải nó trước nè. Đá vô giải nó trước. Là cái tay không phải xỉa nó. Không xỉa nó chi. Không phải che mà. Cho nó gãy khổ chút xíu. Tại tao sợ là mạnh. Đá vô cái. Xỉa nó. Thế kia quay lại nè, nó xỉa nó quá nó mất rồi. Thì lúc đó mình mày lên cứu lại nè. Mày chặt nó cứ chắc mẹ luôn. Xiết ra là sao. Nói chưa. Tức mình xỉa nó để ra đi. Để chờ cái hở, vừa xiết liền. Thấy không? Còn nếu cẳng là hai cái cẳng mình ôm luôn. Thì có ôm hai cẳng này nè. Lên đây chỉ cho. Nó ngon vào xuống. Khi mà con đưa cái cổ này vô là cái nớ cái tay. Bỏ lên này. Thấy không? Hả? Nè. Chết không?
Mày cục cửa được không? Còn cục cửa không? Nè cái này tao quéo rồi nè. Tao còn cục cửa chỗ nào đâu? Hiểu không? Chủ yếu là cái gì? Đẩy cái đầu nó ra. Để khi mà cái tay của mình mà vô mình rất nhẹ nhàng. Bước lại. Bước lại đi. Bước vô đầu. Đặt vô. Đặt muốn vô không? Thì cái tay mình đỡ. Chủ yếu là mình phải đưa cái này là uống cho gối trước. Hay là nếu mà còn xa thì đá vô giá. Nó xỉu rồi, đá vô giá nó dập gì nó xỉu rồi. Để mình xỉa nó hở cổ lên. Để mình ban ra ở ngoài sao. Mình ròn vô. Mình rít mẹ té nó, mình cột cũng được. Quấn cho nó lẹ. Giờ mà mui gì nữa. Đá dập cục dịch luôn với cái mui. Ủa chú bác, mấy cái món này là chú mới học hả chú bác? Học thì hồi đó giờ tập trong judo ra mà. Hả? Chú là giúp đẳng judo. Sao cái này chả liên quan gì đến cái con ngựa phóng rồi chú bác? Nó áp dụng con ngựa phóng có, áp dụng trong judo có, áp dụng trong vịnh sưng có, áp võ thực vật có. Nó có em may luôn. Nó em trước giờ phóng đâu có em may nó sao vậy? Mệt quá. Nằm đứng lại để cho nó vô ba hồn có giặt có cái áo anh em. Đây chú bác. Con mặc vô để thầy lắm được kéo lên một hai cái rồi để con biết được cầm lên được không có ngưỡng quá té áo của mày nó không có lực cái trời không có lực à quên không có điểm không, đúng không. Điểm nào cũng có đó ừ. Nhưng mà nó đất áo nó không tao cũng có nữa còn cứ đứng không cần ok judo thầy bên judo ngày xưa tao có nắm áo rồi nè thầy nó chưa đâu còn cứ đứng con đứng nó chẳng hạn thấy không nè bích mông xanh được ghê. Thấy chưa? Đúng không? Thấy chưa? Nó bịt bông sơ ghê. Ngày xưa nó có vậy. Khi mà nó dập con té xuống rồi thì bắt đầu nó xiết cổ. Nó coi là katakame, ketarakame. Còn ví dụ chú vô, thầy vô con vậy. Con cứng quá. Đúng không? Thầy cứng quá thì xẹp vào đây. Thì ta ngồi xuống cho mày té. Khi mà mày té xuống thì nó có những cái bao con đòn con nằm xuống. Nằm xuống. Thì cái tay mình phải ra một là như vậy bấm cứ đi hoài ngày xưa là đã có rồi chứ giờ phóng đã có rồi thấy không rồi có đứa như vậy đẩy vậy luôn đó không đó. Cái tay này nó chặn vô nè nghĩa là nó đè làm sao con nằm nữa còn nếu mà con quay ướp như vậy là không có tính điểm còn ngày hôm nay là đủ không phải hôm nay mày là nó cho đánh cái đường này luôn đó em mày khi này nó cho mình đánh ngày xưa là cho đánh ngửa mà nếu mà con là gấp là không có điểm còn ngày hôm nay đánh làm sao không có judo và không tu đạo nhưng mà cuối cùng giờ giảng nghĩa nha dập đánh gõ chỏ tay chân đá vô hồn giái xiết cổ chưa chắc căn xiết cổ này mà thắng anh gó chỏ mà anh gó chỏ này anh này đánh không lại gó chỏ thì anh này chơi xiết dập dập phá được anh gó chỏ nhưng mà cuối cùng mục tiêu là gì gó chỏ bữa chết người như đá làm giái đánh đó là chết người rồi cái thể thức hay may là sao ví dụ như thằng nó quýnh không lại gó chỏ chú ba nhưng mà nó giật cho bà hoặc là thành nó quýnh gói chỏ hay quá bà chờ đòn siết giật nó nghĩa là nói là không phải gói chỏ thua anh giật mà anh giật này cũng chưa chắc là thua anh gói chỏ nên thử đừng có nói mà chinh may nó quýnh tàn nhẫn rồi nói may hay không phải hay đâu anh đừng có giật đi Thái Lan nó quýnh anh má nhìn ra còn Thái Lan nào nó giỏi không anh gặp may nó giật anh cũng má nhìn ra tức là hai bên tương khác nên tại sao cái thể thức trước dạy giải phóng là tao muốn thế nào giật thì ra giật tự do là ra tự do bởi biết anh nào giỏi hơn anh nào ví dụ chú ba quýnh như thằng là gối chỏ không biết là thằng thắng chú ba hay chú ba thắng thằng cái chuyện đó đây ghi điểm rồi đã rồi bây giờ xong giờ chú bá với ông thành quýnh giặc không coi ai là thắng
Còn em bay may giờ chú bá cho là không không đúng, đúng không? Đánh gói cho thì thằng giật, thằng siết cổ biết nào dỗi. Con thấy có những bằng chứng, thấy thằng kia nó đá gói gói chỏ, thằng thằng giật đâu dám vô. Rồi cái anh đánh gói chỏ hay quá, đâu có dám vô cái thằng giật nó bữa nằm chàng hán, nó cứ đưa tối ngày vô, ngày qua thằng kia đâu dám vô. Thì chú bá không cho là hay, chịu chơi. Nguyễn hôm nay đụng với bá là quýnh giật. Còn Nguyễn thắng chú bá thì tôi ăn. Ngày mai chú bá với thằng quýnh gói chỏ. Thì bữa biết ai, ai là thắng. Cái đó bây giờ chú bá bây giờ đồng quan điểm. Đồng quan điểm giống như anh võ sư Lê Thanh Tùng. Võ sư Lê Thanh Tùng là chú mến mộ anh võ sư Lê Thanh Tùng lắm. Trước giao phóng trước sau, ngay sân qua lư con biết. Là ngay chỗ bây giờ nó gọi là đài truyền hình chú Đinh Thị Hoàng. Anh tập tay chân mà anh đi vòng qua hết con biết bao nhiêu cây số. Anh quýnh bằng chiên khoa. Anh tập về chiên khoa, đá đấm không mà anh đó có học quyền. Còn mình đây là dạy quyền, dạy đá, dạy lẩu, dạy bắn tên, cung tên. Trời ơi, sao quýnh lại người ta tối ngày boxing, đá, ta lựa gốc cây, ta đá, bao tao hết, ta quýnh cả ngày, cả 8 tiếng hồ, ta quýnh đá với đấm không à. Nó cái tay lắc vô, quýnh vô, lắc vô là chết. Mình đây múa, sèn xong lại ảnh. Ông đứng gần mà ông đá tới 100 kg. Vừa cắt chân trước là anh đá, khi ta anh đấm cái tay anh đấm mà nó không phải giống như chú Lâm mình đóng vòng cầu, anh đấm xỉa là vô rồi. Sao quýnh lại người ta? Thì giờ Mui cũng vậy. Mui bây giờ nó đâu có học múa đâu. Đọc đánh không đâu có múa. Mình múa hoài không nào là khỉ bắt ếch. Thấy không? Rắn xào, ốc ăn. Trời ơi quýnh sao lại người ta, có tao ngày múa bay.